Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tuần 22 trang 25 đến trang 28, sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài 4, Mùa Đông Ở Vùng Cao, sách giáo khoa trang 37. Bài tập số 1, nghe viết mưa cuối mùa. Như vậy thì ở bài tập số 1 này các em sẽ nhờ người thân hoặc là bạn bè đọc cho chúng ta viết, rồi sau đó kiểm tra lại lời chính tả của mình. Tiếp theo bài tập số 2, điền chữ giờ hoặc là chữ di vào chỗ trống. Như vậy các em sẽ đọc kỹ đoạn văn và chọn những cái chữ thích hợp để điền vào những cái chỗ trống này. Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình. Như vậy, ở đây các em sẽ điền là gì? Là giữ lại hạt phù sa ở quanh mình. Nước lại trong dần, tức là nước lại dần dần trong lại. Như vậy các em sẽ điền là giờ. Nước lại trong dần. Ngồi trong nhà ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn theo cá mẹ xuôi dòng nước. Vào tận đồng sâu, theo Nguyễn Quang Sáng. Rồi tiếp theo bài tập số 3, chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống. A, dịu, dịu. Như vậy, mát thì sẽ các em sẽ điền là mát. Mát, dịu. Mát, dịu. Còn ở bên đây kỳ sẽ là kỳ diệu. Kỳ diệu. Tiếp tục, liếu, liếu. Như vậy, chim, chim, liếu, điếu, liếu, điếu. Chim, liếu, điếu. Còn hót thì hót như thế nào? Hót, liếu, lo. Hót, liếu, lo. Rồi, tiếp theo, B, ngoằn. Ngoằn. Dài thì dài, dài ngoằn. Dài ngoằn. Còn ngoằn thì là ngoằn ngoèo. Ngoằn ngoèo. Tiếp theo, thoăn. Thoắn. Như vậy, nhanh như thế nào? Nhanh thoăn thoắt. Nhanh thoăn thoắt. Nói liến, liến thoắng. Nói liến thoắng. Rồi tiếp theo bài tập số 4, tìm trong hai khổ thơ sao. Mùa xuân hoa bắp nở trắng trên đồng, hoa bầu như bông, hoa mơ như tuyết. Mùa hè đỏ rực, hoa phượng hoa bông, hoa vong mùa thu mênh mông, vàng cam vàng quýt võ quảng. Như vậy các em sẽ tìm trong hai khổ thơ từ ngữ chỉ mùa và từ ngữ chỉ hoa, quả và màu sắc. Thì các em đọc kỹ hai khổ thơ và chúng ta sẽ tìm từ ngữ theo yêu cầu của đề bài. A, từ ngữ chỉ mùa. Thì các em thấy ở đây, mùa xuân hoa bắp nở trắng trên đồng, hoa bầu như bông, hoa mơ như tiết. Như vậy ở đây mùa, từ ngữ chỉ mùa ở đây là mùa, mùa xuân. Rồi tiếp theo, mùa hè đỏ rực, hoa phượng hoa vong, mùa thu mênh mông, hoàng cam hoàng quýt. Như vậy khổ thơ thứ hai có mùa hè và mùa thu. Rồi tiếp theo câu B, từ ngữ chỉ hoa, quả và màu sắc. Thì các em thấy ở khổ thơ thứ nhất có hoa, hoa bắp nè, hoa bầu và hoa mơ. Còn màu sắc thì như thế nào? Màu trắng. Rồi, màu trắng, rồi thêm nữa đó là màu
màu đỏ rực ở khổ thơ thứ hai. Rồi tiếp theo ở khổ thơ thứ hai thì có hoa phượng và hoa bông. Và từ ngữ màu sắc, chỉ màu sắc ở đây là vàng cam, vàng quýt. Như vậy các em sẽ trả lời từ ngữ chỉ mùa, mùa xuân, mùa hè, mùa thu. Từ ngữ chỉ hoa quả và màu sắc có hoa bắp, trắng, hoa bầu, hoa mơ, đỏ rực, hoa phượng, hoa bông, vàng cam, vàng quýt. Tiếp theo câu số 5 là đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. A. Mùa xuân hoa mơ nở trắng như tuyết. Như vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho những từ in đậm ở đây. Thì các em thấy ở câu A có từ in đậm là mùa xuân, câu B là khi mùa hè đến, và câu C là mùa thu, và câu D đó là khi mùa đông sắp về. Thì các em thấy ở đây những cái từ in đậm chỉ về thời gian, đó là vào thời điểm là mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Như vậy thì các em sẽ sử dụng các từ để mà đặt câu hỏi cho từ in đậm này. Như vậy các em sẽ đặt câu hỏi là hoa mơ nở trắng như tuyết khi nào, hoặc là khi nào hoa mơ nở trắng như tuyết, mùa xuân. Còn hoa phượng đỏ rực khi nào là vào khi mùa hè đến, hoặc là khi nào cam quýt chín vàng. Rồi cúc họa mi nở rộ khi nào. Đó, như vậy các em sẽ đặt câu là A. Khi nào hoa mơ nở trắng như tuyết, B. Khi hoa phượng đỏ rực khi nào, và C. Khi nào cam quýt chín vàng, D. Cúc họa mi nở rộ khi nào. Rồi tiếp theo câu B, chúng ta sẽ nói câu A với B. A. Bầu trời rồi vườn cây, hoa mận vừa tàn, nắng vàng vườn cây. B. Thì mùa xuân đến, ngày càng rực rỡ, ngày thêm xanh, ra hoa, đâm chồi nảy lộc. Như vậy thì các em sẽ ghép như thế nào? Các em sẽ nói như thế nào? Bầu trời thì như thế nào? Bầu trời ngày thêm xanh, rồi vườn cây ra hoa. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Rồi nắng vàng ngày càng rực rỡ. Rồi vườn cây đâm chồi nảy lộc. Rồi tiếp theo câu số 7 là đánh số thứ tự vào ô vuông trước các câu ở bài tập 6 để tạo thành đoạn văn. Thì các em sẽ đánh số thứ tự vào ở những cái ô vuông ở đây để tạo thành một đoạn văn. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đánh số như thế nào? Đầu tiên các em thấy ở đây, đầu tiên thì số 1 sẽ là hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến.
Bầu trời ngày thêm xanh, nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây đâm chồi nảy lộc, rồi vườn cây ra hoa. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ đến số 1 ở hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Số 2 là bầu trời ngày thêm xanh. Số 3 là nắng vàng ngày càng rực rỡ. Số 4 là vườn cây ra hoa đâm chồi nảy lộc. Và số 5 là rồi vườn cây ra hoa. Rồi tiếp theo là câu số 8, viết 4 đến 5 câu về việc làm tốt của một người bạn dựa vào gợi ý. A. Bạn em đã làm việc tốt đó khi nào, ở đâu? B. Bạn ấy đã thực hiện việc đó như thế nào? C. Em nghĩ gì về những cái việc làm tốt của bạn? Thì các em sẽ quan sát tranh ở đây thì các em thấy ở đây bạn đã cho bạn gái đã cho bạn trai mượn viết và một bạn nam, một bạn trai thấy một em gái đang bị té và đỡ em dậy. Thì như vậy chúng ta sẽ viết 4 đến 5 câu về việc tốt của một người bạn dựa vào những gợi ý ở đây. Thì các em sẽ nêu đó là việc tốt gì, ở đâu, rồi đã thực hiện, bạn đã thực hiện như thế nào, rồi em có cảm nghĩ gì về cái việc tốt của bạn. Thì ở đây cô ví dụ là Nam. Ví dụ bạn tên là Nam, Nam là bạn cùng lớp của em. Giờ ra chơi, bạn Nam đã làm một việc tốt khiến em nhớ mãi. Lúc ấy Nam nhìn thấy một em học sinh lớp 1 bị ngã. Bạn nhanh chóng chạy đến đỡ em nhỏ dậy rồi và phủi quần áo cho em ấy. Nam ân cần hỏi han em nhỏ và đưa em vào phòng y tế để các cô khám và băng bó cho em ấy. Em cảm thấy Nam là người rất tốt bụng. Việc làm của bạn ấy thật đáng khen và đáng để mọi người học tập. Rồi tiếp theo là bài tập số 9, viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một bài văn về 4 mùa. Như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn một bài văn về 4 mùa mà các em đã được đọc và viết thông tin vào phiếu đọc sách này. Tên bài văn, tác giả, tên mùa, nét riêng của mùa. Như vậy thì ở đây cô ví dụ như là ví dụ như là tên bài văn là Mùa Xuân của tác giả Nguyễn Kiên. Tên mùa đó là mùa xuân và nét riêng của mùa đó là cây cối đâm chồi nảy lộc. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.